Xin chào các bạn đã đến với Kenshin Mobile và đây là Unguli Hero. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục chơi từ game này nhé. Cơ quan nhiều quá. Ê, hên các bạn ơi, tỉnh hên các bạn ơi. Và xử lý quá ẩu ấy bạn ơi. Bằng may mắn cũng có bảo hộ chúng ta được pha đó nữa. Nó khều nhẹ có tí xíu mất đấm máu rồi. Thank you.
chó rồi. Chó này gì đây nhập vô cho ảo thật đấy, ảo thật đấy. Chó này có tiền chiều gì đây, phóng lao. Đây, để phóng thử lao lên đây nè. Trời, hụt tất luôn rồi. Rồi. Đây. Ôi, có con lao khác nữa. Mày. Một phát trúng luôn. Rồi. Tú cái tên kia nữa rồi. Bay qua không tới mà thành dụng chó này nè. Vẫn không tới, giờ phải phóng cái góc nào phóng luôn này. Bao nhiêu rồi này. Vẫn không lấy được cái ba cái đồng vàng này. Kìa. Tổng tổng đúng rồi, mình thấy một cái bi mà nó sẽ kỹ hơn. Bỏ ra đi. Gì đây? Hú, có thằng đệ nữa. Hay gì vậy? Đây còn để nữa các bạn, hai thằng hai thằng mới nâng lên được chút xíu nữa. Đây đây này, tôi vẫn không tới, vẫn không tới các bạn ơi. Thử một cái coi. Không tới bạn này. Không còn cái không. Đi sao đây. Thôi có ra thì mình để nó không. Không có để luôn đó. Sao đây? Mình bỏ cái xác này luôn. Bỏ cái xác này. Nó phải nặng như vậy nè, nó mới được. Bỏ cái xác luôn. Đây, kéo lại được miếng này cho mình đi tới này.
Ném lao là một nghệ thuật và người ném lao là một nghệ sĩ các bạn ạ. Quá điêu luyện. Tội. Để quên không có lấy mấy cái vàng rồi. Đáng tiếc thiệt chứ. Thôi bỏ đi các bạn. Có thằng đệ đi theo mở cơ quan cho chúng ta nữa nè. Hay không? Tôi lửa đốt cháy con đệ mình rồi, phải kêu con đệ lại mới được. Phải cẩn thận mới được các bạn ơi, chứ thôi mất con đệ không qua được mấy cái cơ quan. Còn cái chìa khóa trên kia, giờ phải quay lại lấy thôi chứ sao vậy. Quay lại chiếc này chắc chết queo không đệ quá. Lấy cơ quan này. Chẳng phải chết mới lấy được chứ. Tôi là một quý cô nhưng tôi vẫn thích chơi với mấy cái xác sống, búp bê đồ. Nào, sống vậy nào. Rồi, mày có xác sống thì tao sẽ có thằng đệ. Gọi đệ ra này. Chơi nó, chơi nó, chơi nó nào, chơi nó nào các anh em. Nhảy xuống đánh phụ rồi. Chơi nó.
mũi tên này phải qua lửa mới làm nổ mấy cái hùng hút nổ được các bạn, chứ thôi nó không có nổ được nha. Gặp boss rồi các bạn. Cái này chắc là Sivu. Làm xấu vậy chứ đại tàng kinh các bạn. Mày quá dễ các bạn ơi. Này chắc có tướng tướng quân nữa nên còn hơi yếu. Mình vẫn chưa thấy có cái kèo quýnh với con
trái hoài cũng hết rồi. Nếu còn cái con đường nào khác không? Lướt qua chắc không có mất máu nữa. Thử nhảy lướt qua mất máu nữa. Bót các bạn ơi, bót. Cuối cùng cũng được quýnh với cái con nhỏ bạch cúc tinh này rồi. Cũng giống như những người khác, quá kẻ tinh. Vậy thì thời gian chơi đã hết. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội gì gì đó. Đã xấu mà nó còn kê cái con mắt nó xuống nữa các bạn. Vãi chưởng thì chứ. Các bạn đánh vô cái mặt đó nha. Đánh vô cái mặt xấu nó mới được nha. Né mấy đồng dây được bắn nó lên. Hút đồ mất máu lắm nè. Gần xong rồi, một phát hai phát nè. Đấy, bạch cúc tinh. Vẫn còn nữa nha các bạn, vẫn chưa hết. Trời ơi, quá sơ sức các bạn ơi. Sát gì vừa đánh có túng nhẹ nhàng cái chất quen này. Mày hả mày? Đánh hai cái mà vẫn nửa cây máu mà. Cũng còn boss này cũng còn hơi yếu. Nãy đi cao thì dễ quýnh đó.
Chắc xong các bạn ơi. Đúng rồi. Bể mặt nạ còn xương không. Bạch Quốc Tinh đúng rồi. Ủa, vẫn còn nữa. Man. Túng nhẹ cái hết đỡ cái máu à. Xếp mạnh chứ. Chắc ngủ không phải ra đi thêm lần nữa quá. Tông phim bịch Cúc Tinh cũng nhiều mạng hả? Giờ ngoài game cũng vậy, đánh chết cái sống lại, không biết lần này là kết thúc chưa nè. Lần này nó hiện nguyên hình này chắc hết thôi đâu ẩu rồi các bạn ơi. Đấm phát chết luôn, đấm vỡ mồm. Xong rồi. Rồi, mấy cây bắt nó đi luôn các bạn. Không, làm thế nào đi này có thể xỉ ra. Hết các bạn ơi. Con boss này đã bị mình tiêu diệt. Bạch Cúc Tinh đã bị tiêu diệt rồi nha. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Video của mình đến đây là kết thúc ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.